Xin chào anh em, mở đầu bản tin ngày hôm nay, xe 2 mời anh em đến với một mẫu SUV mới ra mắt thị trường Việt Nam cách đây không lâu và đã tạo được cơn sốt lớn đối với người tiêu dùng, đó chính là Kia Sorento. Cùng với Kia Sedona, mẫu xe đa dụng Hàn Quốc này đã vừa được nâng cấp lên phiên bản mới 2022 tại quê nhà. Điểm thay đổi nổi bật trên Sorento 2022 tương tự như Sedona chính là logo Kia, thiết kế mới hiện diện ở chính giữa phần đầu xe. Bên trong khoang nội thất, hệ thống ánh sáng nền dạng LED cũng đã được trang bị tiêu chuẩn cho mọi phiên bản. Đặc biệt, trên phiên bản Premium sẽ được bổ sung hệ thống hỗ trợ giảm thiểu va chạm phía trước và hệ thống Adaptive Cruise Control ACC. Đây là hai trang bị được rất nhiều người dùng mong chờ và là điểm thua kém của Sorento thế hệ trước so với người anh em cùng liên minh tập đoàn là Hyundai Santa Fe tại thị trường Việt Nam. Thêm vào đó, riêng hệ thống Adaptive Cruise Control ACC trên Kia Sorento 2022 còn được nâng cấp thêm tính năng cập nhật thông tin từ bản đồ, từ đó nhận biết các loại điều kiện giao thông để hỗ trợ người lái. Trang bị này chỉ có mặt trên phiên bản Signature. Cuối cùng, đối với phiên bản cao cấp nhất là Gravity, xe được trang bị bộ mâm loại 20 inch cùng với bộ ghế da có thêm họa tiết riêng. Về giá bán, Kia Sorento 2022 được bán ra tại Hàn Quốc với mức giá từ 30,56 đến 40,43 triệu won, tức là tương đương khoảng 621 đến 823 triệu Việt Nam đồng. Còn tại Việt Nam, nhà phân phối Thaco hiện đang bán ra Sorento với mức giá khởi điểm dao động từ 1 tỷ 079 tới 1 tỷ 349 triệu đồng. Tiếp đến, mời anh em xe 2 đến với thị trường Đông Nam Á mà cụ thể là Philippines, nơi thương hiệu Mỹ vừa tiến hành mở bán mẫu crossover cỡ B hoàn toàn mới Chevrolet Tracker 2021 sau gần 2 năm đồn đoán. Xe được ông lớn SAIC lắp ráp và nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc, định vị nằm cùng phân khúc với hàng loạt những cái tên sừng sỏ như MG ZS, Kia Seltos, Hyundai Kona và Ford EcoSport. Về ngoại thất, mẫu SUV cỡ B được áp dụng phong cách thiết kế cơ bắp mới với những đường gân hình chữ Z sắc sảo cho đường cắt góc cạnh trên thân xe. Chưa hết, Chevrolet Tracker 2021 còn được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn, sơn màu đen dạng đa giác, chia thành 2 tầng, đi kèm cản trước thể thao. Cụm đèn pha dạng đa giác sử dụng bóng đèn halogen kết hợp với hai dải đèn chiếu sáng LED. Với phiên bản Red Light thể thao hơn, Chevrolet Tracker 2021 sẽ được trang bị nhiều chi tiết ngoại thất màu đen như lưới tản nhiệt, logo hình chữ thập của nhà sản xuất và bộ vành hợp kim 17 inch. Bên cạnh đó là những điểm nhấn màu đỏ có lưới tản nhiệt và vành la răng như một dấu hiệu nhận biết cho phiên bản Red Light thể thao. Về nội thất, Chevrolet Tracker 2021 được trang bị hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng MyLink 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay, Bluetooth, đài AM/FM và cổng kết nối USB. Ghế ngồi được bọc da và vải phối nỉ, trong khi vô lăng được bọc da hoàn toàn và tích hợp nhiều phím chức năng. Ngoài ra, Tracker 2021 còn sở hữu những trang bị đáng chú ý như gương chiếu hậu tích hợp chức năng sấy, nút khởi động và dừng động cơ, điều hòa tự động, cửa sổ trời toàn cảnh panorama, cam lùi, hệ thống cảnh báo áp suất lốp. Tại thị trường Philippines, Chevrolet Tracker 2021 sử dụng động cơ Ecotec 3 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 1.0 lít, tạo ra công suất tối đa 116 mã lực tại vòng tua máy 5.800 vòng phút và mô men xoắn cực đại 175 Nm tại tua máy 1.500 đến 4.200 vòng phút. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 6 cấp, hệ thống Start-Stop để giúp tiết kiệm xăng và lựa chọn hộp số sàn. Về trang bị an toàn, Chevrolet Tracker 2021 có những trang bị khá cơ bản như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, giảm thiểu lật xe, kiểm soát phanh khi ôm cua, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ phanh khẩn cấp và phanh điều hướng mô men xoắn. Tại Philippines, Chevrolet Tracker 2021 được phân phối với hai phiên bản là LS và LT Redline. Với phiên bản LS, xe được bán với giá 1.142.888 peso, tương đương khoảng 540 triệu đồng. Và phiên bản LT Redline là 1.242.888 peso, tương đương 587 triệu đồng. Tracker 2022 có các màu sơn ngoại thất như đỏ, xám, đen, trắng và xanh dương. Sau Philippines, mời anh em cùng xe 2 đi qua Ấn Độ, thị trường mà hãng xe Hàn Quốc vừa mở đặt cọc mẫu crossover cỡ nhỏ Hyundai Alcazar 2021. Chỉ sau 6 ngày đặt cọc, số lượng đặt hàng của xe đã lên tới hơn 4.000 đơn, dù phải đến 1 đến 2 tháng nữa những khách hàng đầu tiên mới có thể sở hữu xe. Điều này chứng tỏ sức hút vô cùng lớn của mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ này. Hyundai Alcazar sở hữu chiều dài trục cơ sở 2.760mm, do đó được định vị nằm giữa hai mẫu xe cùng thương hiệu là Creta và Tucson. Trên phiên bản 6 chỗ,
Hyundai Ansara 2021 được trang bị hai ghế thương gia ngăn cách nhau bằng bệ tỳ tay trung tâm tích hợp ngăn đựng cốc và hộp chứa đồ. Còn bản 7 chỗ lại đi kèm ghế dài 3 chỗ ở giữa. Bên cạnh đó, ghế còn có chức năng trượt để điều chỉnh không gian hàng ghế cuối và nút bấm để gập ghế giữa theo tỷ lệ 60-40 cho hành khách dễ dàng di chuyển lên xuống ở hàng cuối. Tuy hàng ghế cuối của Ansara 2021 đủ chỗ cho hai người trưởng thành nhưng khoảng rưỡi chân lại khá giới hạn, không thoải mái nên phù hợp với trẻ em nhiều hơn. Hàng ghế cuối vẫn được trang bị cửa gió điều hòa, ngăn đựng cốc và cổng USB. Tuy được xếp vào hàng SUV giá rẻ nhưng Hyundai Ansara 2021 lại được trang bị khá tốt. Một số trang bị đáng chú ý của xe bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 10,25 inch, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng cũng có kích cỡ 10,25 inch, hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh qua Android Auto và Apple CarPlay, hệ thống âm thanh Bose 8 loa, hệ thống lọc không khí đi kèm màn hình hiển thị chất lượng không khí, cửa sổ trời thông minh có thể điều chỉnh bằng giọng nói, đèn viền nội thất ambient light 64 màu, camera 360, camera cập lề và ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Theo thông tin từ hãng xe Hàn Quốc đưa ra thì Hyundai Ansara 2021 được phân phối tại Ấn Độ sẽ có hai tùy chuẩn động cơ cho hành khách lựa chọn. Đầu tiên là động cơ 4 xi lanh dung tích 2.0 lít tạo ra sức mạnh tối đa 159 mã lực và momen xoắn cực đại 192 Nm. Thứ hai là động cơ dầu diesel 4 xi lanh dung tích 1.5 lít dùng chung với Hyundai Creta có thể sản sinh công suất tối đa 115 mã lực và momen xoắn cực đại 250 Nm. Cả hai động cơ đều đi kèm với hộp số sàn 6 cấp hoặc tùy chọn hộp số tự động 6 cấp. Tại thị trường Ấn Độ, Hyundai Ansara 2021 được bán với mức giá hấp dẫn chỉ dao động từ 1.630.000 đến 1.990.000 rupee, tương đương khoảng từ 507 đến 621 triệu đồng. Hãng xe Hàn Quốc đến thời điểm hiện tại vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào về việc có phân phối Ansara tại những thị trường khác hay không. Và cuối cùng là thông tin hấp dẫn nhất được xe hay để dành ở phần cuối bản tin dành riêng cho anh em. Đó chính là một SUV full size Toyota Land Cruiser 2022 đã được công bố cháy hàng tại Việt Nam dù chưa chính thức ra mắt. Trước đó vào thời điểm khoảng đầu tháng 5 năm 2021, xe hay đã thông tin tới anh em về việc hàng loạt đại lý chính hãng của Toyota Việt Nam đã bắt đầu triển khai nhận đặt cọc đối với mẫu SUV địa hình hoàn toàn mới này. Và theo thông tin mà xe hay vừa cập nhật thì những khách hàng đặt cọc ở thời điểm hiện tại sẽ phải đợi đến tháng 12 hoặc thậm chí là sang đầu năm sau, tức là năm 2022 mới có thể được nhận xe. Cũng theo thông tin mà xe hay nhận được, Toyota Land Cruiser 2022 hoàn toàn mới sẽ được ra mắt chính thức tại thị trường Việt Nam trong tuần tới, chính xác là vào khoảng ngày 8 tháng 7 năm 2021. Xe được phân phối tới tay người tiêu dùng trong nước thông qua dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, thay vì lô xe Trung Đông như phần đông các mẫu xe nhập khẩu tư nhân. Lô xe Land Cruiser 2022 chính hãng đầu tiên dự kiến sẽ cập bến vào cuối tháng 7 này, sau đó những lô xe tiếp theo sẽ về nước từ tháng 8 tới tháng 11. Tại thời điểm này, khách hàng có nhu cầu đặt mua Land Cruiser 2022 chính hãng sẽ phải chờ giao xe nhanh nhất là vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau như vừa đề cập. Về giá bán, mức giá dự kiến cho Toyota Land Cruiser 2022 chính hãng tại Việt Nam là hơn 4 tỷ đồng, tức là cao hơn đôi chút so với phiên bản trước nhưng lại rẻ hơn đáng kể so với con số hơn 6 tỷ Việt Nam đồng của xe nhập tư nhân. Mặc dù những mẫu xe nhập khẩu tư nhân thường là bản cao cấp đầy đủ trang bị và được nhập khẩu từ thị trường Trung Đông. Toyota Land Cruiser 2022 còn được gọi với cái mã 300 series là một phiên bản hoàn toàn mới. Mẫu xe này được phát triển trên nền tảng không gầm TNGAF, dự kiến cũng sẽ sớm có mặt trên mẫu Lexus LX hạng sang. Toyota Land Cruiser 2022 sở hữu rất nhiều thay đổi đáng kể về mặt thiết kế. Ngoài ra, khoang cabin cũng như động cơ và hệ truyền động của xe trên thế hệ hoàn toàn mới này cũng có rất nhiều thay đổi. Tuy nhiên, đáng tiếc là gói an toàn TSS sẽ vắng mặt trên Land Cruiser 2022 dù đã được trang bị cho hàng loạt những mẫu xe đàn em của hãng như Toyota Corolla Cross, Fortuner hay Hilux.